Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại là Phi đang có mặt ở thôn 2, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Ngày hôm nay thì Phi cũng nhận được cái thông tin của khán giả chia sẻ tại đây có một cái hoàn cảnh gia đình cũng hết sức là khó khăn. Thì hai vợ chồng đều mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Hiện tại cái gia đình cũng nói chung là khó khăn đủ thứ hết. Con thì có hai đứa, một đứa thì đã có gia đình, còn một đứa là đang học đại học. Hoàn cảnh thì nói chung ở miền quê cũng rất là khó khăn, cũng không có làm gì ra tiền, rồi cộng với cái tuổi cũng lớn rồi nữa quý vị, cho nên là cái kinh tế hiện tại cũng rất là khó khăn. Phi cũng đến để tìm hiểu cũng như là chia sẻ giúp đỡ cho hoàn cảnh này. Quý vị thấy không, ở đây trời rất là nắng nóng luôn, nhiệt độ hiện tại cũng tầm 30 mấy độ đó quý vị. Cánh đồng thì cũng đã thu hoạch lúa xong hết rồi, bây giờ nắng dữ quá. Thôi bây giờ Phi mời quý vị cùng Phi đi vào bên trong để mình tìm hiểu kỹ hơn về hoàn cảnh của cô chú này nha. Dạ. Quý vị xem clip này nhớ bấm like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh theo dõi ủng hộ giúp Phi. Phi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Mới mượn được cái mũ của người dân, Phi đã có mặt trước nhà của cô chú này đây quý vị. Thì cái nhà cũng nhỏ nhỏ trước cánh đồng thế này đây. Chỗ đây cũng dân cư cũng ít nữa, thưa thớt. Con xin chào chú Nhì và cô Hà nha. Dạ, xin chào. Dạ, thì con cũng làm bên cái chương trình thiện nguyện để chia sẻ đến những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Thì cũng thấy được cái hoàn cảnh của cô chú hiện tại cũng mắc phải những cái căn bệnh hiểm nghèo ha. Dạ. Đặc biệt là chú là hai mắt là khiếm thị hả? Chú có thể chia sẻ một chút về hoàn cảnh nhà mình cũng như là bệnh tình của chú và của cô như thế nào được không? À, được. Yeah. Thưa anh, như thế này, hoàn cảnh gia đình tự thư thì bị mù và từ nhỏ thì có vợ, mà hai vợ chồng sinh sống và nghề bốn cái số từ mấy năm về trước. Yeah. Năm 21 bắt đầu là hai vợ chồng đều bị ngã bệnh đau một lần. Yeah. Thuận cái vợ tôi thì hiện tại vợ tôi bị viêm phổi mà sơ phổi thì trừ bác sĩ chữa không được. Yeah. Thì ra chữa mấy lần rồi nằm 5-6 lần bệnh viện rồi trừ bác sĩ nó trừ chữa không được, anh cho về đó. Còn người tôi thì bị ung thư. Yeah. Ung thư hạch với lại viêm gan B, viêm gút, nói chung là thận là tôi hình đủ thứ hay đủ thứ bệnh hay đủ thứ bệnh. Yeah. Con xin lỗi là chú là hai mắt là bị từ lúc nào? À, hai mắt bị mù hồi 10 tuổi chưa? 10 tuổi hả? 10 tuổi. Là lý do sao mà bị như vậy? Hồi nhỏ không biết bị đau rồi hồi nhỏ. Đúng rồi. Rồi nó cũng ngành khoa học cũng còn ấy đó, cũng còn yếu rồi chữa không thấy, đưa chữa đến Quảng Ngãi mà còn không thấy. À. Về cái thời. Hồi nhỏ là vẫn còn thấy đúng không? Hồi nhỏ còn thấy. Cái 10 tuổi là đau là đau phải mờ luôn trừ. Dạ, yeah. Rồi thấy không thấy đường luôn. Ừ. Như vậy là như vậy chú bị hai mắt vậy rồi sau này chú gặp cô rồi hai người cũng nên duyên vợ chồng với nhau. Ừ. Dạ. Rồi có được hai người con hả? À, hai đứa. Rồi hiện tại là cô chú có hai người con, là một đứa là đã có gia đình rồi. Có gia đình rồi. Còn thằng cu thì đang học đại học. Đã học đại học. Dạ. Hiện tại là chú là bệnh là quá trời đúng không? Ừ. Rồi vừa gút vậy đúng không? Gút. Rồi viêm gan B. Gan B rồi suy thận mà suy thận mạng. Ừ. Rồi ung thư hạch hả? Ung thư hạch. Ung thư hạch là chỗ nào? Chú á mới đào nó bệnh bụng này. Ừ. Cái đó bệnh nát này bị tùm lum hết rồi á, cái ra điều trị ra cái thấy cái bụng này hôm nay cả năm ngó là cả bị lẹ cái bệnh cổ này. Yeah. Bệnh cổ này cái ra cả mổ cổ đây, mổ cổ rồi hả? À, mổ cổ đường đây. Yeah. Lái hạch rồi cái ăn ti à. Tuy là cái này tới đây là em biết cái là đỡ cái anh trai chú về trở về cái về cái qua 10 ngày 20 ngày ra là em biết đó. Yeah. Nhưng mà anh chọc đây là ra là nó thay bữa này đỡ để cho về tháng 3 mới ra kiểm tra lại thì và tức là tháng 3 là ở đây còn mấy bữa đi đây đây. Rồi chú là hồi trước là bán vé số à, bán vé số à, bán vé số cái rồi bán. Thời gian mà ốm đau rồi cũng nghỉ luôn hả? À, mới nghỉ luôn đây. Giờ đi đứng được không? Trừ chú đây đây nhỏ được chứ ra đường ở đây không được. Ra. Ừ. Đường ở đây trừ chân ở đây đấy còn điền người tái. Dạ. Ở đây đây với cô. Đi là dễ tái. Dễ là tái. Không thấy nữa. Không thấy nữa, nhưng ở đây không được. Lúc trước là hai cô chú đi bán luôn hả?
ở trong cây xuống ở trọ trong cây bốn mái là mình 9-10 năm rồi, cho thằng cậu học hồi lớp 10 đến lớp 12 đến lớp 11 rồi chú bị đa học. Cô chú là bán vé số là nuôi con ăn học. Cái là bị đa phải là trọ không trọ về nữa hồi 24 về làm. Rồi bây giờ chú thấy trong người như thế nào? Người chú chẳng mệt nữa rồi. Mệt biết rồi hả? Mệt. Thì chú ngồi đây thì khỏe mà chú đi là ăn mệt. Chắc là cũng uống thuốc hàng ngày đó hả? Uống thuốc hàng ngày không? Thuốc cho đai, thuốc cho còn mớ. Thuốc cỡ, à, thuốc cỡ bao luôn. Còn mớ đâu ra. Đúng rồi, đủ thuốc ấy mà. Còn đủ nữa. Chú thuốc vô tời, vô tời. Cô là đào là viêm phổi. Viêm phổi kìa cô đi chữa. Viêm phổi cũng hơn cả nam rồi. Cô hôm nay cô đi bón cái số miết rồi đó. Cứ cũng ấy lẹ cái đi bón miết rồi đó cậu. Cái đó nhau bị hông lên kìa. Càng đa, tha càng mệt. Kìa bắt đầu cô mới đi khốn. Cô đi khốn rồi cô nằm mãi cho bệnh viện rồi. Chữa kinh lắm mà rắn cũng không hết nữa cậu. Vì viêm mới đầu viêm mà mình chủ quan mình không có đi khám. Đúng rồi. Cái sao nó qua sơ phổi luôn. Sơ phổi luôn. Sơ phổi. Bị bỏ cái số ra cái là để tranh thủ bỏ hàng kiếm tiền cho cậu hay không? Tranh thủ đi bán. Rồi cứ nghĩ còn đi được cái thời không nghĩ chi đến bệnh tình của mình hết. Thì chờ ngõ bệnh xong rồi mới biết. Nhưng rồi bây giờ bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói là bệnh của cô là chờ bị cái cuốn cô phổi lên cái phổi lên sơ hết rồi mà toàn bộ là cái phổi lần sơ hết. Rồi trừ không có chữa được. Rồi thôi họ cho về. Bác sĩ cho về nhà. Đưa thuốc cho về nhà uống hả? Dạ không có đưa thuốc nữa con. Rồi bây giờ rồi, rồi mua cái thuốc hít thở đó đó. Khí dung đó. Về mày cái thở. Cô chưa bây giờ cô thở khí dung đúng không? Là hàng ngày là những cái lúc mà khó thở là mình thở bằng máy. Bằng máy. Rồi cô chú nghỉ bán lâu chưa? Nghỉ bán hồi 24 giờ nên 3 năm rồi con. Nghỉ 3 năm rồi. Nghỉ 3 năm rồi thằng cô nó ăn học sao? Học và giống mà cháu đa cháu lặng đi học á. Đi học rồi trừ ra đó đi học rồi là cũng bò con như kể người nhiều giúp đỡ cho đi học chứ còn cháu trừ tiền cũng bò cỏ. Mấy lần đi làm thêm. Đi làm thêm rồi đó, cháu giúp ít rồi chị hai giúp ít rồi bò cỏ hàng xóm giúp người ít cho nó. Họ giúp cho nhiều cho chú cũng hòa tiện hòa tại chú má trong dầu là trắng. Cho chú hòa tiện cháu ra cháu ăn uống với chú để dầu hòa trắng. Ở đây nóng dữ thì. Nóng quá rồi. Rất là nóng luôn. Giữa cánh đồng mà sao nó nóng dữ vậy ta? Nên không có gió thì đỡ, không có gió là nóng kinh. Ở đây cái nhiệt độ nó cũng rất là cao và cái nó rất là khắc nghiệt. Chứ vợ chồng giống mà đừng đa ở bốn cái số dưới năm về thì con học thuở má. Đó là họ chủ đa chủ bị ung thư đó, họ cho cả ít người nhiều đó cho cũng để dành để dĩ lại rồi cho nó để học. Cái ung thư của chú như vậy là đã dứt điểm chưa? Chưa con. Chưa hả? Chưa. Móc chú đi lẹ. Chưa con đi khám lẹ. Nó cái này cũng bị lẹ, có những lăng lao bị lẹ. Phải đi ra không bị chữa miết rồi. Chừng miết rồi hả? Chừng chữa miết rồi. Nhưng mà mổ rồi đúng không? Mổ rồi. Mổ lấy cái hạch ra. Lấy hạch rồi. Bác sĩ nó, cái nơi hạch đang bị lẹ chứ không có những lao bị. Còn cô là bây giờ là bác sĩ cũng bệnh viện cũng bó tay hả? Bó tay. Thế rồi cô uống cái thuốc gì? Trời vì uống lá uống tầm bại mỏ đó cậu. Vì lá chi uống thì nó cậu. Uống lá cay hả? Uống lá cay cậu. Còn chú là uống thuốc... Chú uống thuốc biết rồi đó. Chú uống thuốc viên ngon bê. Trời ơi, hai vợ chồng bây giờ là mắc bệnh hết. Cô Hà là 59 hả? Còn chú Nhị là 74 rồi. 74 rồi. Rồi quý vị mình đã thấy cái cục gút của chú sưng rất là to nè ha. Cục này có đau không chú? Chặn lên không đau. Chặn luôn ha. Trừ cái bẫy là cái chân bắt đầu như chàng thằng kinh đang tê lên cái ta nên tê luôn. Cái ta đây trừ. Cháu giờ chữ núm là đây dây với núm là không được. Cái ta đây thì cũng núm là dây thôi chứ núm sót vô không được. Giờ như nó rút đó hả? Nhưng rút là đó. Mà chắc tương lên là rút. Nhưng mà nó ít đau hả? Ăn ít đà, ăn tê rồi chứ ít đà. Uống thuốc thường xuyên rồi đó, không đà. Chị ta đi chơi để cái chi với bọn rờ không biết cái chi. Mất cảm giác rồi. Mất cảm giác, không biết cái chi. Bây giờ chú bị gút nó lâu chưa?
Vì gốc này đến 30 năm rồi con. Ồ rồi hả? Lâu rồi. Hồi được khớp, chạy cua gút, à. Sinh. À, khớp, khớp rồi cua gút. Chú lại mắc thêm cái cơn bệnh là suy thận mạn nữa nè. Là đấy. Suy thận rồi chú có chạy thận chưa? Chưa. Chưa hả? Chưa. Ồ. Đủ thứ ấy, viêm dạ dày, rồi viêm gan B, rồi suy thận mạn, rồi ung thư hạch. Đủ thứ hết rồi. Cháu không biết chết của mồ đại. Ừ. Nhưng mà chú là suy thận mạn là cũng giai đoạn đầu hả? Chắc giai đoạn đầu. À, đi tiểu rồi có ra? Không, không đâu. Hả? Bình thường. Đi tiểu bình thường hả? Ừ. À. Cháu trong cho 6 dần cũng ra trường rồi, không biết có tới không, còn 2 năm nữa có tới hay không này. À. Cô với cháu ngó bộ không tới rồi. Cô là học năm 2 rồi hả? Năm 2 rồi. Đại học năm 2. Còn trong năm. Là sống cho được 2 năm nữa hả? Ừ, sống 2 năm nữa mới có được không rồi. Ừ. Bác sĩ thì nó chữa tốt thì sống được 2 năm nữa. Dạ. Yeah. Ừ. Bây giờ chú cũng bá lên tùm lum bệnh trong người hết nữa. Ừ, thành sẽ sống được lại. Rồi ăn uống được không? À thì bữa ăn được, bữa ăn không, bữa ngọng không chừng. Chứ yeah. Bữa đây bữa chỗ ăn ngon, bữa chỗ ăn ngon, bữa chỗ ăn dở. Bữa kia chỗ ăn dở, chỗ ăn bữa nữa chân cờ. Dạ. Yeah. Chú tùm lum bệnh thế này là thuốc là uống nhiều loại thuốc hả? Ồ, uống đủ loại thuốc không ơi. Là uống thuốc ớn luôn. Ừ. Chú có uống thuốc lá không? Không. Không hả? Bác sĩ có cho không? Bác sĩ cho chứ. Bác sĩ có cho uống thuốc nam không? Bác sĩ không cho uống thuốc nam. Chứ hả? Ừ. À. Thôi con có cái viên uống củ nghệ đen. À. Dạ, thì con... Cái này là của chị Mai Dương ở bên Mỹ, thì của chị cũng đặt mua và tặng lại cho những hoàn cảnh mà ốm đau bệnh tật á. À. Thì cái này á là nó trị đủ thứ bệnh hết, gút cũng được nè, gan cũng được nè, máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, rồi tiểu đường, huyết áp, tim mạch này kia. À. Dạ. Ở đây quấy quá vậy. Thì ví dụ mà chú có dùng á thì chú uống cũng được. À, uống rồi mình ngửi cái thuốc tai là đủ hết. Dạ. Uống thử một thời gian ha. Dạ. Này thì một khẩu này thì uống được tháng 10 ngày, 40 ngày á. Không ra. Dạ. Mỗi ngày 10 viên, sáng 5 viên, tối 5 viên. Dạ. Uống sau khi ăn. À. Đây con gửi ha. À, cảm ơn. Dạ. Tốt quá. Chú dùng thử cái loại đó như thế nào? Dạ. Nói chung là gút tiểu đường. À. Ok. À. Ha. Dạ. Cả cháu không có tiểu đường. Ừ. Gút chứ mà. Nhưng mà cái này là nó trị nhiều bệnh lắm. Đợi ra một đợi thì cũng tốt quá. Chú dùng một thời gian xem như thế nào, có sức khỏe nó có tiến triển gì không ha. Ừ. Uống thấy cái hũ nó thử. À. Dạ. Mà hồi đó là hai mắt không thấy đường nhưng mà sao thấy được cô ta? Có cái duyên nào dẫn đến không? Nói chung là cũng cái duyên ở số không ạ. Dạ. Cô chú là ở có gần cách nhau cái gần hay sao? Cô là ở thằng Bình kia. À. Ở Bình Quế á. Hồi nãy hắn đi vô đây đi buôn đi bán rồi bọn bà giới thiệu gặp sao mà ra nãy cô là vô đây buôn bán hả? Ừ. Gặp chú ở đây. Ừ. À, cô là hồi trước bán gì? Nó mua cà qua rồi nó bán ở trên kia chứ bán đàn qua trên Tiền Sơn kia. Chú ở trên Hội, trên Tiền Phước. Chú ở trên lòng này Hội. À, bên Hội Người Mụ hả? Ừ. Là trong cái chỗ mình ở là có vườn cao đúng không? Đúng rồi. Cái là cho cô tay nếu là nhiều ca thì phước là nhiều ca đâu. Cô vô mua cao cái là dính bảy chú luôn hả? Chú là trong Hội Người Mù á là chú có làm gì trong đó không? Hồi đi chú làm trong quan ở thường trực Hội Người Mù á. Dạ. Chú nghỉ hả? Là 9 vậy. Nghỉ hả? 60 tuổi chú nghỉ. À, về hưu đó hả? Hưu. Dạ. Chú làm cái nhiệm kỳ vắng hả? Dạ. Rồi nhà cửa mình làm lâu chưa? Thấy cũng cũ rồi. Nhà cửa là 202 đây không? 202. Ừ. Hồi đó là hình như là địa phương cũng cho hỗ trợ để xây chứ. Cái này hồi đó chú xin, cháu đi xin ở ông Linh Mục ở Đà Nẵng ông cho đây. Ừ. Hồi chú lòng, chú đi vận động đó. Để chú gặp chú xin nhìn mái cái luôn chứ. Chú xin cháu cả hay còn mấy người ở trên kia. Là 202 vậy đây. Dạ. Rồi là nám của mình nói nám của thằng chả với mua đồ gắn đám lòm dùm cho cái là phong ra đây. Dạ dạ. Chưa hôm nay chưa có nên đố công nóng, rồi được. Công ngồi đây nước này là phỏ xuống xuống thái là hai đứa ở xóm này nè
em mới mua cho một tiền mua. Cái này mà nó đứng gió chịu không nổi thì chịu không nổi. Nó dữ không? Rồi chỗ này có lụt không? Chắc cũng có không? Không, đây không phải lụt. Chỗ này không, là không phải nước. Là khu vực núi rồi ha. À, không phải nước. Ừ, không phải nước nhưng mà nắng quá. Cây có lên cũng không nổi luôn. Ê. Ừ. Ở con ở mua không? Con ở Y Xuyên. Y Xuyên à? Dạ. À. Cũng biết được hoàn cảnh của cô chú đến đây để là một chương trình để hỗ trợ cho cô chú. Rất là cảm ơn con, nếu con ở là cũng cố gắng giúp để gia đình chỗ vậy. Là cũng như vợ chồng Phượng nghe thế. Giới thiệu về chú con vô được đại không thầu vậy. Chú, hiện tại là cô là cũng không có dùng thuốc luôn. Trời hắn không có thuốc dùng, uống thuốc lá chứ không có thuốc gì dùng. Có thuốc nôn á con ạ. Uống thuốc lá cây thôi. Chứ còn không thuốc tay là chịu rồi đó hả? Chịu rồi đó. Thuốc lá cây là cô uống cái lá gì? Uống lá gì hả? Cho lá chị không biết. Cho luôn, đó uống thân thân lá. Phổi thì cô uống thử cái lá mơ. Dạ, lá mơ tím á, cô xay ra với lại uống với nước dừa á. À, dạ, dạ, họ chỉ phổi là uống cái đó là tốt lắm. Cô dùng thử nha. Dạ, lá mơ tím. Mơ tím xay ra, cái là uống với nước dừa. Đó là tốt, ung thư phổi rồi uống cũng thấy mà. À, dạ. Dạ, dạ. Cô dùng thử như thế nào. Dạ. Rồi thì hôm nay thì con cũng thay mặt các nhà hảo tâm gửi giúp cho cô chú thêm một số tiền để cô chú có cái điều kiện là uống thuốc rồi trang trải cuộc sống, lo cho cô học hành. Quý quá. Thì con cũng gửi giúp cô chú số tiền 11 triệu đồng ha. Ồ, quý quá, chú rất là cảm ơn con. Dạ, dạ. Thì trong này là có gia đình anh Băng ở Hồ Chí Minh là 2 triệu. Gia đình bác Phạm Huỳnh Nga ở bên Mỹ là 1 triệu. Chị Vicky Võ ở bên Mỹ là 1 triệu. Hai em Jason và Jackson ở bên Mỹ là 1 triệu. Cô Hạnh Vương và cô Viền Phạm ở Canada là 1 triệu. Gia đình Công giáo tại Sydney, Úc Châu là 1 triệu. Chị Lisa Nguyễn ở bên Mỹ là 1 triệu. Chị Võ Thị Nghệ là 1 triệu. Chị Duyên Lưu ở bên Mỹ là 1 triệu. Và chị Vũ Thị Đông ở Hà Nội là 1 triệu. Tổng cộng là 11 triệu ha. 1 2 3 nhà này. 3 4 5 6 7 8 9 10 đây, 11 triệu ha. Đây con gửi trang thành cộng 3 cầu. Dạ. Trước giờ là cô chú bị bệnh mấy năm rồi đúng không? 3 năm rồi. 3 năm rồi. Rồi có những đoàn thể cá nhân nào quyên góp giúp đỡ cho cô chú chưa? Nói chung là cũng có, còn cái ít chứ không nhiều. Dạ. Người ít đó hả? Người ít thì cả nhà là chứ còn có cái nhiều như câu đó hả? Không có. 3 triệu, 1 triệu. Có nhiều người giúp bỏ câu hàng xóm, ai cũng giúp thấy cái là. Dạ. Thế rồi cô rồi có hay đi bệnh viện không? Cô... Đi biết chứ? Đi biết chứ. Mình nói chứ không được thôi. Đi buồn xá tới mới về bữa 27 tháng 2 đây. Đi làm hơi bị gì đấy đó. Về kia trời nó hơi chữa không được lại nhờ cái đó uống đó. À, có bác sĩ giờ chữa không được hả? Thôi được nhà mua được. Thôi, thôi về nhà uống lá cây. Rồi cũng không vô viện lại nữa. Mà cô về cô uống lá cây cô thấy có đỡ không? Cô nói cũng phải khỏe rồi đó. Thế đó hồi ông bày thờ cũng khỏe rồi lắm. Dạ. Thì chung thay mặt gia đình, nói chung là rất là cảm ơn công. Yeah. Với lại cảm ơn những nhà tài trợ đã làm giúp cho hoàn cảnh của chú như thế này, là chú rất là quý, rất là trân trọng cái tình cảm của con ở đây. Với lại quý Mạnh Thường Quân ở Mỹ, Canada, Hà Nội, Sài Gòn rồi nó tất cả thì cũng muốn nói thôi, xin chân thành cảm ơn. Yeah. Cô chú ở chỗ này cũng hiu quạnh chứ bộ. Ít dân chỗ này cũng ít nhà ha. Ít dân. Rồi tối tối rồi có hai vợ chồng ở đây đây. Ở phía trang rồi có mấy nhà. Con trai đi học rồi cái thằng tối tối vợ chồng đuổi thui. Thế đó. Dân thiêu rồi. Rồi chỗ này chợ búa sao? Chợ búa thì đang đi chợ cả hai cây không? Là gửi hỏi chứ không đi được. Dạ. Mua. Rồi giờ cô chú có lụng nương mùa màng gì không?
có chú có rụng có chú lòng được chứ đưa cho họ lòng như chị chứ lòng được nè, lòng tiền hoặc nhiều của chứ không lòng đưa cho họ rồi cho gạo cho lúa ăn cho mà đang cho mùa bò lúa rồi đó. Yeah. Ừ. Mua thêm hả? À, chứ trừ lòng là lòng công có tiền hoặc nhiều của nè rồi họ lo được mua mình nhờ nãy rồi đó. Yeah. Thôi vậy thôi con xin phép nha. À, xin cảm ơn con ơi. Dạ dạ, cô chú cố gắng. Phi cũng xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Phi để hỗ trợ cho cô chú có thêm cái khoản kinh phí để trang trải cuộc sống và thuốc men. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và mến chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, thành công, hạnh phúc trong cuộc sống. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Dạ. Yeah.